Vẹo cột sống là một bệnh lý nặng, biểu hiện cột sống bị biến dạng. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, tiến triển nhanh ở tuổi dậy thì. Nếu như phát hiện muộn, trẻ sẽ phải phẫu thuật với chi phí lên đến vài trăm triệu một ca và sẽ để lại nhiều di chứng nặng nề. Tuy nhiên, trên thực tế, số trẻ mắc bệnh đang có xu hướng gia tăng và lo ngại nhất là nhiều bậc làm cha làm mẹ chưa quan tâm đúng mức dẫn đến việc phát hiện trẻ mắc bệnh muộn. Bệnh nhi này 14 tuổi. Mới phát hiện mắc bệnh vẹo cột sống khoảng 6 tháng nay. Ngoài đoạn cột sống bị cong vẹo cũ do phát hiện muộn, đến nay cột sống lưng của bệnh nhi đã hình thành thêm một đường cong thứ phát, cần can thiệp rất tích cực để tránh phải phẫu thuật. Đáng nói là bệnh nhi này có biểu hiện mắc bệnh đã lâu, nhưng do cha mẹ không để ý, nên phải đến khi lưng của trẻ mất cân xứng, thì gia đình mới đưa đi thăm khám. Thực ra là cháu nó lớn rồi thì mình cũng không hay để ý, không tắm rửa cho cháu thì làm sao mà phát hiện được. Và suốt ngày mặc quần áo thì cũng không để ý. Nên là đến lúc mà bây giờ thì cháu ngồi ấy, thì nó biểu hiện nó một bên cao một bên thấp thì chị phát hiện ra như thế. Cột sống lưng nó đã có hình thành hai đường cong. Một là đường cong ngực, hai đường cong thắt lưng. Mà như vậy tức là nó có hình thành đường cong nguyên phát và đường cong thứ phát, là cái đường cong vẹo cột sống nó có tiến triển rất nhanh và cần phải can thiệp một cách rất tích cực để làm gì, chậm lại cái quá trình cong vẹo cột sống và nắn chỉnh cái biến dạng do cong vẹo cột sống gây nên. Bệnh nhi 7 tuổi này đã phát hiện mắc bệnh vẹo cột sống từ năm 3 tuổi. Sau 4 năm điều trị, bệnh của trẻ đã tiến triển nhưng thời gian điều trị vẫn còn kéo dài. Đi đeo đẹp được 3 năm rồi. Và cái tình trạng thì nó cũng đỡ dần dần, ít một. Các bác sĩ còn nói là cái thời gian điều trị bao lâu đúng không ạ? Cái này thì điều trị lúc mới trưởng thành, đến lúc tầm mười mấy tuổi đấy, 78 tuổi trưởng thành. Tuy nhiên không chỉ có hai bệnh nhi trên, vài năm trở lại đây số trẻ mắc bệnh vẹo cột sống đang có xu hướng gia tăng. Đáng lo ngại nhất là nhiều cha mẹ chưa có sự quan tâm đúng mức nên phát hiện trẻ mắc bệnh muộn, thậm chí nhiều trẻ phải phẫu thuật để lại di chứng nặng nề. Nhiều khi là những cái dấu hiệu ban đầu bị lãng quên, bị bỏ qua và thậm chí phát hiện rồi vẫn còn chủ quan, nghĩ là nhẹ thôi. Nhưng nhiều khi vì trẻ em nó bước vào cái giai đoạn mà phát triển, đặc biệt giai đoạn dậy thì nó biến đổi rất nhanh về thể chất và kèm theo nữa biến đổi về cuộc sống. Nên là những cái cháu thậm chí chúng tôi được phát hiện rất sớm rồi khuyến cáo gia đình là phải cho các cháu tập luyện rồi kéo giãn cột sống rồi đeo áo nẹp chỉnh hình, bởi vì nếu không hậu quả rất nặng nề. Nhưng mà cũng rất dám nhiều cha mẹ là do mải lấy lý do là mải bận công việc rồi bận học hành rồi là nên là bỏ qua cái giai đoạn đấy, và đến khi quay trở lại với chúng tôi thì đấy đã là một cái cong vẹo cột sống rất là nặng. Theo các bác sĩ, cong vẹo cột sống có nhiều nguyên nhân, có thể do di truyền hoặc do các yếu tố trong lúc mang thai như do bào thai phát triển quá nhanh và không thích ứng kịp thời với cơ thể của người mẹ, hoặc người mẹ khi tiếp xúc với các loại hóa chất độc hại, sử dụng thuốc, ăn thực phẩm gây dị tật cho thai nhi. Cũng còn những nguyên nhân khác như cấu tạo xương sống bất thường bẩm sinh, cấu tạo não và tủy sống bất thường. Hậu quả của cái việc là phát hiện và can thiệp muộn cong vẹo cột sống thì là rất lớn. Chúng ta cũng đều biết là có trong cái tác phẩm Tầng Hù của nhà thờ Đức Bà miêu tả về cái tâm trạng của một người bị biến dạng cuộc sống, bị yếm thế trong xã hội, bị ức chế về tâm lý, bị xã hội xa rời hát hồi. Đó là vấn đề về tâm lý. Thứ hai nữa là vấn đề về thể chất, là phát triển thể chất thường ở những người cong vẹo cuộc sống là phát triển rất kém và sau này liên quan đến khả năng và sức lao động. Để can thiệp cong vẹo cột sống ở những trường hợp nặng, chi phí về y học, chi phí về kỹ thuật can thiệp thường đòi hỏi rất lớn. Một ca phẫu thuật cột sống như vậy gồm có các dụng cụ, các thiết bị và kỹ thuật can thiệp không có dưới 200-300 triệu. Hiện nay cong vẹo cột sống phổ biến rộng trong độ tuổi học đường. Theo một thống kê, tại Hà Nội có tới 19% số trẻ em trong độ tuổi đi học có dấu hiệu bị vẹo cột sống. Trong đó, tỷ lệ học sinh bị vẹo cột sống ở cấp tiểu học là 30,8%, trung học cơ sở là 22,2%, cấp phổ thông trung học là 18,8%. Cong vẹo cột sống là bệnh lý tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không chữa trị kịp thời sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy và còn ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Do đó, các bậc cha mẹ nên chú ý phát hiện sớm
để có biện pháp uốn nắn điều trị kịp thời cho con.